Dạ Vũ, xin chào bà con trên YouTube nha. Thì hôm nay có một số phục mới về đó, để bán phục vụ cho anh em. Thì cặp phục này đã bán rồi ha. Còn 4 cặp phục này. Đây là phục trên xe 2022 luôn á, nhưng mà vẫn còn dính đất 2021. Thì có những cái câm đâm niền 22 đã về tới rồi đó. Thì anh em nào muốn mua thì liên hệ Vũ ha. Hiện tại thì còn một cái vỏ và cái ruột theo xe. Còn một cái vỏ sao và niền 1.40 dưới hai cái ruột tháo xe nha. Đó thì anh em mua liên hệ ha. Cái vỏ tháo xe này bán rẻ luôn ha. Thì có một cái vỏ sao nha, dưới hai cái ruột. Thì hai cái ruột này là 270 ha. Còn cái vỏ sao thường thường là một cặp tháo xe, là một cặp vỏ là 1.1. Thì em bán cái vỏ 500 luôn đây ha. Vỏ 500 cặp ruột 270 là hàng tháo xe nha. Trời hình như là 21, 22 vậy. Mới đi tháo giờ luôn. Đắt 21 quá. Đắt 21 cho 22. 52, 21 nha. Là từng 52 là cuối 2021 rồi. Rồi thì đi thẳng vào vấn đề, em nói là cái cặp phục này và cặp phục này em đã bán rồi ha. Thì còn cặp phục này ghim 125, hàng cặp can xà beng luôn, lung linh luôn ha. Có chỗ này hơi xước miếng rồi. Đó. Khỏi chơi vào đâu được ha. Rồi chỗ này hơi xước miếng nữa rồi. Mặt tiền nè, ốc nổi không? Rồi cặp này thì chịu chín nha anh em, chỉ có 3 cặp thôi, tính cặp này cặp số 1 đó ha. Bên đây không chạy luôn nè. Không chạy luôn nè. Phục đẹp ốc nổi ha. Rồi nói chung là xuất sắc, chỉ có cái cây này hơi xước chút xíu thôi ha. Chỉ có cây bên này hơi xước xíu. Thì em tới tính cặp này là cặp số 1 đấy ha. Có hai cặp thôi, số 1, số 2, số 3. Nhưng cặp đó thôi, 4 cặp thôi. Với cái yên ghim 125 nha anh em. Đó, hôm nay giờ là cái yên ghim 125 luôn. À, yên này chịu gửi nha anh em. Yên cặp trên xe 2022 ra luôn ha. Có bộ câm đầm niền 2022 luôn nè. Có bộ câm đầm niền ghim 125 2022 gấp cạc te, má đầm, phục trước, cản gắt chân nhôm. Rồi tiếp theo cặp này đi, cặp này là cặp số 2 đây ha. Hàng cặp mà qua chạy mới, cái này là anh em vô ghim và qua nhỏ ha. Đó. Quá trời mới luôn, lung linh luôn đó. Không có thể chơi vào đâu được hết trơn ha. Cặp này để coi có độ chày không. Chỗ này hơi xước chút xíu rồi ha. Cái độ nhúng của nó là phải nói là tuyệt vời. Thì cái sự phản hồi của khách hàng là có người ta báo là nhúng là còn êm hơn tem lửa đời 95. Ở trên nó sẽ nhẹ, ở xuống dưới nó sẽ hơi nặng. Nhúng ghim hơn tem lửa đời 95 luôn. Rồi cặp hột số 2. Cặp hột số 2 này không có thấy vết chày luôn á, chỉ có cái này là hơi chút xíu thôi ha. Đâu rồi, nãy cây nào hơi xước chút xíu rồi. Không thấy chày luôn ta. Tại em bán khi mà em mua vô á là cái nào nó đẹp là sẽ mua mắt. Bao đúng hàng tháo xe nha, cao bay đúc nha. Hơi xước miếng hơi nè. Hơi xước hơi đây nè. Nè. Còn mới ốc nổi ha. Cặp số 2 không có thấy giá chày. Đó.
2 triệu nha. 2 triệu. Tới cặp số 3. Chạy chỗ này à. Vì là em đó là cho là chày rồi đó. Đó 21 rồi ha. Ở đây hơi xước chút xíu rồi. Nè. Tại em bán kỹ dữ lắm, nó chày gì là đó cho chày rồi đó. Đây chày lòng trong miếng rồi nè. Cuộc đẹp bốc nổi nè ha. Bao viên chăm chăm chưa ấy chưa gì chứ ha. Rồi thì cái cặp này lỡ cái chân nó có hơi chút chéo à ha, chút chéo à nè, nó chút xíu gì nè ha. Rồi thì em lỡ thì có chạy thì tính cho anh em đây ha. Là cặp này 1.9 triệu ha, số 1 là 1.9 triệu, số 2 là không thấy chạy là 2 triệu, số 3 là 1.9 triệu đi là có xước đó. Còn cặp này mới ốc nổi ha, hàng cọp thì không nè, bao đúng đầu zin chầm chầm ha. Nè, 21 vẫn còn đó, 22 vẫn còn đắt 21 nè ha. Chỗ cái móng tay nè nó chá không nè nè nè, số số 21 nè bà con ha. Nó 21 ớt ha, nó hoặc 22 vẫn còn dính đắt 21. Cối rồi mới chóc ha, chân tư. Mấy cái phục cọp nè. Rồi cặp này 1.9 triệu nha anh em. 1.9 triệu nha. Đó. Rồi thì cái yên. Cái yên hồi nãy báo là như 1.5 triệu hả? Yên 1.5 triệu. Yên kim 125 trên xe 2022 cọp. Tháo ra. Chưa gỡ chưa chùi gì hết trơn luôn. Không thấy vách tân sơn nó có mấy con ốc này luôn, mấy cái con gì canh á. Rồi anh em nào có xe game 125 mua gắn lên ha, càng xà beng mới chóc nha, dùng càng nét ha, không có nhăn nhện bất cứ gì cho ha. Giá 1.5 triệu thì còn bên đây thì nữa em làm cái clip riêng đi, nói chung là làm không có kẹp rồi. Cắm đầm đen kim 125 đời 2022 đó, phục trước má đầm cùi dĩa gắt chân nhôm gấp cặp te cặp kiến hậu 400 nha anh em, còn cái cùi dĩa 500 nha, gấp cặp te cặp thì 3 triệu, còn cái bao ga mũi 500, hôm bữa cái này nào gắn qua ga mũi đó, còn cái này là cái cản thì 700 ha, cản kim 125 anh em chỉ gắn được xe kim 125 thôi ha. Còn đây cái cản nữa, mới gì nè, bán đầu thì báo với anh là mới ốc nổi nè, mới gì nè. Đó, cái đầu nước xi là mới ốc nổi vậy nè ha. Rồi 700 đi, cái cản 700. Cầm đầm niên game 125 mà nó không có vỏ ruột, 2.5 triệu vẫn còn hàng nha anh em. Ha. Bô bọn đầu bán rồi. Rồi vậy đi nha bà con, thì anh em nào mua thì liên hệ Vũ ha. Dạ, ngày thứ bảy cuối tuần chúc anh em mình dồi dào sức khỏe nha, ít nhậu chút xíu anh em. Xin chào nha.